Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tuyển bóng đá. Kính thưa quý vị và các bạn, một thông tin rất tuyệt vời khi mà chuyên cơ của Nga đã chở 35 tấn hàng viện trợ cuối cùng thì cũng đã có mặt tại Việt Nam. Và một loạt những nước châu Âu vừa qua có những số tiền ủng hộ cực khủng dành cho miền Bắc của chúng ta. Và một thông tin tuyệt vời hơn nữa, đó là vừa qua thì người dân làng Nủ đã có được nơi ở mới. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thi công vô cùng thần tốc. Kính thưa quý vị và các bạn, chuyến hàng cứu trợ trên một chuyên cơ của Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga đã đến sân bay Nội Bài vào tối ngày hôm qua, ngày 20 tháng 9, sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam để khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, cơn bão Yagi. Theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, để giúp đỡ Việt Nam vượt qua những hậu quả sau cơn bão số 3, Nga đã dành cho Việt Nam 35 tấn hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm một trạm điện di động, thực phẩm và rất nhiều những nhu yếu phẩm khác. Lễ bàn giao hàng hóa đã diễn ra tại sân bay Nội Bài với sự có mặt của Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Văn Tiến và đại diện lâm thời Nga tại Việt Nam, cùng với phái đoàn Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga và các nhân viên Đại sứ quán Nga tại Hà Nội. Trước hết, thay mặt chính phủ của Liên bang Nga và nhân dân Nga, tôi xin bày tỏ lời chia buồn chân thành trước hậu quả của cơn bão Yagi ở miền Bắc Việt Nam gây ra nhiều thương vong và tàn phá nặng nề. Hai nước chúng ta có truyền thống rất tốt đẹp về tương lai vẫn hỗ trợ lẫn nhau trong mọi thời điểm, mọi gian khó, những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử. Và hôm nay, chúng ta có mặt tại buổi lễ bàn giao 35 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân thiên tai được chuyển giao bằng máy bay đặc biệt của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga. Đây là một biểu hiện giữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước trong suốt 75 năm vừa qua. Tôi tin rằng sự hỗ trợ nhân đạo sẽ giúp cho công dân Việt Nam bị ảnh hưởng sẽ trở lại với cuộc sống bình thường một cách nhanh nhất có thể. Đó là những gì ông Lesterov có chia sẻ khi mà đã chính thức có mặt tại Việt Nam với một chuyến chuyên cơ chở 35 tấn hàng viện trợ. Và cũng trong ngày 20 tháng 9, Đại sứ quán của Canada tại Việt Nam cũng thông báo là nước này đã hỗ trợ 560.000 đô la Canada, tương đương với hơn 10 tỷ đồng Việt Nam, để trợ giúp cho người dân Việt Nam của chúng ta bị ảnh hưởng và lở đất nghiêm trọng do cơn bão số 3 vừa qua gây ra. Chia sẻ về khoản hỗ trợ đó, thì Đại sứ Canada tại Việt Nam, ông Charles Therin có nhấn mạnh rằng khoản hỗ trợ này bao gồm hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ ở trong nước và quốc tế, cũng như Hội Chữ Thập Đỏ để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất. Canada tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hành động để hỗ trợ, đoàn kết với người dân Việt Nam, những người luôn luôn truyền những cảm hứng về tinh thần bền bỉ và vô cùng kiên cường. Đó là những gì mà Đại sứ Canada tại Việt Nam đã chia sẻ về con người Việt Nam chúng ta. Đó chính là tinh thần bền bỉ và sự kiên cường. Rõ ràng là vượt qua rất nhiều những khó khăn khi mà trước đây là chiến tranh và bây giờ đây là thiên tai, là lũ lụt và thậm chí cả hạn hán nữa. Nhưng người Việt Nam chúng ta vẫn đứng vững. Và điều đó khiến cho rất nhiều người trên khắp thế giới họ đã cảm thấy nể phục. Và đặc biệt vừa qua thì một đại diện tới từ Nga, Đại sứ quán của Nga đã có những phát biểu mà chúng tôi cũng đánh giá rằng cũng thực sự rất tuyệt. Họ nói rằng là cả hai nước, đó là Nga và Việt Nam, vẫn luôn luôn có những truyền thống tốt đẹp về để tương trợ lẫn nhau trong những thời khắc khó khăn nhất ở trong lịch sử. Trước đây đó là những thời kỳ chiến tranh và bây giờ đây thì Nga vẫn tiếp tục để ủng hộ giúp đỡ cho Việt Nam. Đó là những tấm lòng rất chân thành mà chúng ta cũng nên ghi nhận. Thực sự cảm ơn rất nhiều. Còn kính thưa quý vị và các bạn, là cũng trước đó tại ngày 19 tháng 9 thì tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã công bố hỗ trợ 5 tỷ đồng để cứu trợ và phục hồi sau bão Yagi. Khoản hỗ trợ này sẽ dành cho tỉnh Lào Cai và Yên Bái, hai địa phương bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lụt sau bão Yagi. Và cũng trong ngày 18 tháng 9, Liên minh châu Âu EU cũng thông báo chu cấp là 650.000 euro, tương đương với 18 tỷ đồng viện trợ nhân đạo dành cho các nạn nhân của bão Yagi tại Việt Nam. Và họ có chia sẻ trên trang web của phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam như thế này. Khoản viện trợ này sẽ giúp giải quyết các nhu cầu cấp thiết nhất như là thực phẩm, nước và vệ sinh, cũng như chăm sóc sức khỏe. Và cũng cùng ngày thì theo thông tin từ Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, để ứng phó với ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 3 Yagi ở khu vực phía Bắc Việt Nam, Đại sứ quán Israel đã công bố khoản tài trợ 250.000 euro, tương đương với 6,8 tỷ đồng để cung cấp nước sạch và vật tư y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em và các hộ dân dễ bị tổn thương sau thiên tai. Và kính thưa quý vị, rõ ràng là với người dân Việt Nam, chúng ta luôn luôn có một cái tinh thần đoàn kết và luôn luôn đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau để vượt qua tất cả những khó khăn. Và bây giờ đây chúng ta thấy rồi là với rất nhiều các nước khác nhau, họ cũng đã cùng chung tay giúp đỡ cho Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta giúp đỡ nhau thì là điều bình thường rồi, nhưng mà rõ ràng là những người ở nước ngoài họ cũng đã thấy được những khó khăn, những vất vả và những cái tang thương mà người dân miền Bắc của chúng ta vừa qua đã phải trải qua. Không giống như một số những ai đó mà hiện nay vẫn còn có những cái hành động thực sự rất đáng lên án mà chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn rất nhiều ở trong những phần thông tin trước rồi. Với những số tiền, với những vật phẩm như thế này, chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn rất nhiều các đại sứ quán của các nước đã gửi những phần quà rất quý giá trong những thời điểm rất cần dành cho những người dân miền Bắc trong thời điểm bây giờ. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Còn kính thưa quý vị và các bạn, một thông tin cũng rất tuyệt vời, đó là khu nhà tạm dành cho người dân ở thôn Nà Làng Nủ đã được hoàn thiện và sẵn sàng để đón bà con trở về. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 9, khu nhà tạm dành cho người dân ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã được hoàn thiện đón bà con về đây ở. Người dân thôn Làng Nủ sẽ ở tạm tại khu này cho đến khi mà có khu tái định cư mới được xây dựng xong. Trước đó như được biết, ngày 13 tháng 9 thì chính quyền huyện Bảo Yên cho biết là sẽ xây dựng một khu nhà tạm cho người dân ở thôn Làng Nủ trước khi mà khu tái định cư được hoàn thành. Khu nhà tạm này nằm cách khu ở cũ của người dân khoảng chỉ là 1,5 km, vẫn ở trong địa bàn của thôn. Toàn khu nhà có 23 căn được xây dựng bằng khung thép rất chắc chắn trên mặt bằng rộng khoảng 2.000 m². Với tổng kinh phí xây dựng là 2 tỷ đồng do quỹ thiện tâm của tập đoàn V-Group tài trợ cho cái công trình này. Và ngoài ra thì quỹ thiện tâm còn hỗ trợ ngay 200 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị mất tại thôn Làng Nủ để động viên tinh thần cho bà con, hỗ trợ những người ở lại trang trải cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Trao đổi mới đây thì ông Lý Minh Tuấn, giám đốc quỹ thiện tâm cho biết là ngay từ ngày 13 tháng 9 thì quỹ đã trao đổi thống nhất với lãnh đạo tỉnh, huyện để xây dựng ngay một khu nhà tạm cho những người dân ở thôn Làng Nủ. Họ là những người dân đã may mắn thoát nạn trong trận lũ quét, thế nhưng đã phải ở lại nhà văn hóa của thôn hoặc là ở nhà người thân, mà ông Tuấn có nói như thế này: trong thời gian chờ khu tái định cư được xây dựng xong, người dân sẽ không có chỗ ở, nhiều người đã phải ở tại nhà văn hóa. Chúng tôi đã đến tận nơi và cảm thấy đó thực sự là rất bất tiện, vô cùng thiếu thốn. Chúng tôi quyết tâm làm sao để giải quyết được phần nào những khó khăn trước mắt dành cho bà con một cách nhanh nhất để mọi người có điều kiện để sinh hoạt tốt hơn. Và như vậy là chỉ trong có khoảng một tuần thôi, kể từ khi bắt đầu triển khai xây dựng thì khu nhà tạm gồm 23 căn nhà cuối cùng thì đã hoàn thiện một cách vô cùng thần tốc. Và theo ông Tuấn, để có được kết quả thần tốc như thế này phải kể tới những lực lượng không quản ngày đêm của cả hệ thống, rồi chính quyền địa phương, lực lượng xây dựng, quân đội, dân phòng thanh niên và tất nhiên là quỹ thiện tâm nữa. 3 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 21 tháng 9, tỉnh Lào Cai cũng chính thức khởi công xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nủ, và khu tái định cư này được xây dựng tại khu vực đồi Sim, có nền cao, rộng, đảm bảo an toàn, cách vị trí xảy ra trận lũ quét khoảng 2 km. Quy mô xây dựng giai đoạn 1 là khoảng 10 ha, mà khoảng 10.000 m² sẽ có chỉ là một hộ gia đình. Một thông tin thực sự tuyệt vời, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn VinGroup, cảm ơn những người mà đã trực tiếp ngày đêm thần tốc để xây dựng dành cho bà con có nơi ở mới. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Còn tới đây thì bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần thông tin tiếp theo.